Xin chào tất cả các anh chị em thành viên của My Round One. Yến. À... ...2020, we will change the online world forever. You've never seen the world like this. Welcome to the next generation of online networking. Crowd One has the power to change everything. Hi. Xin chào tất cả các anh chị em thành viên của My Round One. Lời đầu tiên cho Minh Vũ xin gửi lời chúc đến tất cả các anh chị em có đang có mặt trong livestream gọi là nửa đêm, không được báo trước. Thì các anh chị em nào mà thực sự đang còn thức thì
đang còn thức thì cùng livestream ha. Rồi nghe xong rồi chúng ta sẽ có được một giấc ngủ thật là ngon, để là ngày mai chúng ta sẽ làm nhiều thứ để làm sao cho có thể là đạt được những kết nhất. Ok. Thì ngay lúc này đây thì Vũ xin chia sẻ các anh chị em một số thông tin. Đó là gì ạ? Đó là xin chúc mừng đến rất là nhiều anh chị em trong một tuần qua. Đó là gì? Đạt lên được cấp độ director rất là nhiều. Và bên cạnh đó chúng ta đón chào thêm 2 resident 1 sao các anh chị. Thì các anh chị biết được rằng là gì? Trong chương trình của Rao á thì chúng ta thấy được một điều, đó là từng cái level, đúng không ạ? Từng cái level. Thì ở Rao có tổng cộng là 18 level. Các anh chị em biết không? Khi mà Vũ bắt đầu làm triển khai cái Rao á thì các anh chị em biết rằng là lúc đó Rao chỉ có 15 level thôi các anh chị. Và hiện tại bây giờ Vũ đang ở level thứ 15, là level cao nhất của Rao khi Rao ra mắt. Các anh chị em hình dung á. Và cách đây khoảng tầm thời gian khoảng tầm 3 tháng thì họ nâng cái mức level lên thêm 3 level nữa. Đó, lý do tại sao? Bởi vì lý do là có quá nhiều người trên thế giới đạt được những cái level rất là nhanh các anh chị. Các anh chị em hình dung ý không ạ? Tại vì sao vậy? Tại vì khi mới bắt đầu, người ta nghĩ rằng là với cái mức đó là người ta có thể rằng là sẽ rất là lâu mới có người đạt được. Nhưng không ngờ đó là gì? Cái lĩnh vực này nó quá hot. Các anh chị em hình dung ạ? Nó quá hot là cộng là một. Thứ hai nữa là nó đúng vào những cái thời điểm, những cái khoảng thời gian mà thế giới nó khủng hoảng. Và chính vì chỗ đó sao? Chính vì chỗ đó là cái lượng thành viên đó trên khắp thế giới đó, cùng đến với Rao một cái lượng rất là lớn. Chính vì chỗ đó rằng là gì? Công ty nâng lên thêm 3 level, là tổng có 18 level, tương đương với 18 cái bệ tài chính. Các anh chị em hình dung ý ha. Và chúng ta là một cái hệ thống có thể được gọi là một trong những hệ thống có chuẩn nhất, có thể gọi là hệ thống chuẩn nhất trên khắp thế giới ở trong Rao One. Bởi vì chúng ta có thể xây dựng ra được một hệ thống chung với một cái tên, đó là myrao1.com. Cộng thêm chúng ta có kênh YouTube riêng, chúng ta có kênh group ở trên Facebook riêng, đúng không? Cộng thêm là một cái hệ thống website. Và các anh chị em biết rằng đó là ngày hôm qua Vũ có show lên cho các anh chị em thấy rằng là gì? Trong 30 ngày qua, hệ thống myrao1.com đạt ngưỡng 100.000 lượt truy cập từ khắp thế giới vào cái hệ thống myrao1.com. Đó là cái điều là một điều rất là tuyệt vời các anh chị. Đó là những cái điều mà các anh chị em biết được rằng là gì? Chính nhờ những cái hiệu ứng như thế, nó tạo nên một cái đà, nó giúp cho cái hệ thống của myrao1 chúng ta có thể rằng là gì? Tạo ra rất là nhiều director trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn, và tạo ra resident. Đó. Hiện tại bây giờ ở Việt Nam chúng ta có 3 resident và có tới rất là nhiều, mấy chục director, chưa kể những thành viên đang ở cấp độ manager 1 sao, 2 sao, 3 sao, rất là đông các anh chị. Trong ngày hôm tối, trong đêm hôm nay và ngày mai, Vũ sẽ cập nhật thêm khoảng tầm 10 tới 20, có khi tới 30 là manager 1 sao, 2 sao và 3 sao. Đó là cái mà các anh chị em cần phải chú ý tới. Cái quan trọng á thì là gì? Có quan trọng ở chỗ là khi chúng ta làm một cái gì vậy, nó có một phải có một cái hệ thống. Các anh chị em hình dung á, ngày xưa khi Vũ bắt đầu làm một cái gì đó, nó cũng do thì mở miệng ra người này cũng nói hệ thống này, hệ thống kia, hệ thống nọ, hệ thống kia, tùm lum, đúng không ạ? Nhưng thực tế rằng là chứng minh được một điều rằng là gì? Có nhiều hệ thống nó chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Đó, nó tồn tại chỉ trong một thời gian ngắn thôi. Và có nhiều cái thì chỉ nói nhưng không làm được. Nhưng mà sự thực rằng là đến thời điểm bây giờ, hệ thống myrao1.com, đúng không ạ? Đã làm được các anh chị. Đó, làm một cái điều mà đến nỗi rằng là từ phía công ty, từ những cái người mà ở cấp độ cao ở nước ngoài, họ nhìn vô, họ còn ngưỡng mộ các anh chị. Và nếu mà không có cái
cái đợt dịch này đúng không? Thì sao ạ? Thì sẽ có những cái sự kiện lớn nữa đã diễn ra và sẽ có quy tụ hàng chục nghìn con người trên khắp thế giới về. Và lúc này sẽ có rất là nhiều thành viên của Myra One, trong hệ thống Myra One, sẽ đến những sự kiện đó và được thế giới tôn vinh. Các anh chị em hình dung ý không ạ? Ok, hy vọng rằng là trong qua cái giai đoạn này thì sao ạ? Thì chúng ta sẽ tạo ra được rất là nhiều director và resident. Các anh chị hiểu không ạ? Để làm gì? Để bước đà tới khi mà có những sự kiện lớn thì sao ạ? Chúng ta cùng nhau đến những sự kiện đó và chúng ta sẽ show ra rất là nhiều thứ, chúng ta sẽ chia sẻ rất là nhiều thứ và tạo ra một cái tiếng vang hơn trong lòng thế giới. Ok. Rồi, Vũ có thể giới thiệu sơ qua cho các anh chị em là trong cái vừa qua đó chúng ta đã có được rất là nhiều director. Và chúng ta không quên xin gửi lời chúc mừng đến những director đó, đúng không ạ? Ok ha. Bây giờ Vũ sẽ lướt qua, các anh chị em thấy á, là trên cái hệ thống myrao1.com á, bên cái phần mà leader thì Vũ đã cập nhật manager 1 sao, 2 sao và 3 sao, director 1 sao, 2 sao và 3 sao, resident 1 sao, 2 sao và 3 sao. Được chưa? Hy vọng sắp tới sẽ có resident 2 sao. Hiện tại bây giờ đã có hai resident là đã 1 sao rồi và một resident 3 sao. Ok ha. Thì ở đây các anh chị em thấy rằng là hàng ngày được cập nhật lên như thế này. Và các anh chị em tưởng tượng rằng là gì, trong một tháng có 100.000 lượt truy cập những con người tìm kiếm về cơ hội, đúng không ạ? Hoặc là quan tâm về Round One ở trên khắp thế giới họ đến đây. Vậy thì chúng ta mới bắt đầu mà. Vậy các anh chị em hình dung đi, nếu một ngày nào đó gần thôi đạt được 1 triệu lượt truy cập từ khắp thế giới trong vòng một tháng thì câu chuyện nó như thế nào các anh chị? Các anh chị em hình dung ý ha, mới bắt đầu mà chúng ta đạt được 10% của 1 triệu lượt rồi. Đó là hệ thống riêng của chúng ta, myrao1.com. Đó, các anh chị em cần phải chú ý. Đó là cái bước, sẽ có những cái bước ngoặt lớn, sẽ có những cái lớn hơn nữa, nó đang chờ và đến với chúng ta. Thì ở đây các anh chị em thấy rằng là trong tuần qua chúng ta có rất là nhiều director. Chẳng hạn giống như là chúng ta có director Mr. Johnny Hoàng, Mr. là Johnny Hoàng nè, đúng không? Rồi là đây thêm một cái nữa là Mr. Huân nè, đó đạt được cấp độ director nè. Rồi Mr. Tiến nè, đó. Và Mr. Lương. Rồi bên cạnh đó chúng ta có thêm nữ, một nữ đó là Miss Hoàng Anh, biệt danh đó là Nữ Hoàng Đô La, cũng đã đạt được cấp độ director. Đó. Và bên cạnh đó có một director nữa, đó là đội nhóm của Luxury Team, Mr. Hoàng Tú. Và thêm một cái director nữa, đó là vợ chồng của chị tên là Miss Thủy. Rồi. Và thêm một một director nữa, đó là Miss Thanh Thu. Ok ha. Và chúng ta có hai resident 1 sao, đó là Mr. Phi Hùng và Mr. Chu Phong. Một lần nữa thì Minh Vũ xin thay mặt cho hệ thống Myra One xin gửi lời chúc mừng đến tất cả các anh chị em đạt được cấp độ Director và Resident trong thời gian gần nhất, đó là một tuần qua. Được không ạ? Ok ha. Rồi bây giờ Vũ sẽ chia sẻ thêm một cái bước nữa để cho các anh chị em hình dung như thế này. Các anh chị em biết rằng là trong một tuần qua chúng ta nghe tới rất là nhiều thông tin. Chẳng hạn giống như chúng ta nghe tới ông chủ phần mềm Zoom, là giống như kiểu giống như là gọi là phần mềm mà trực tuyến để giúp cho chúng ta có thể rằng là họp họp nhóm lại, đúng không ạ? Có thể họp nhóm vài người, vài chục người, vài trăm người và đỉnh điểm có thể lên tới 1.000 thành viên trong một cái Zoom đó. Thì các anh chị em biết được rằng là không phải bây giờ Zoom mới ra đời đâu. Nhưng mà trước đó, nhiều năm trước đó thì cũng có rất là nhiều cái hệ thống có mặt trên thế giới. Chẳng hạn giống như Skype này các anh chị. Đó là một trong những hiện tượng rất là tốt, đúng không? Nhưng mà trong cái khoảng thời gian ngắn gần đây,
Các anh chị em biết được rằng là gì, cái cổng của Zoom á, nói chung là bây giờ mình không nói yếu tố phía sau, đó là về vấn đề thông tin, đúng không ạ? Sự cảnh báo rất là nguy hiểm, đó là gì, những cái dữ liệu của những người xài Zoom á thì nó sẽ được lưu trữ về Trung Quốc các anh chị. Ok ha. Nhưng chúng ta đang nói tới về cái tốc độ, được chưa? Chúng ta đang nói về cái tốc độ. Ok, nếu mà họ hoạt động tốt, họ bảo vệ được thông tin thì đó là điều tuyệt vời. Thì cái đó là bên một phần mảng khác liên quan tới nhiều yếu tố khác. Ok ha, mình không bàn ở trong cái chương trình này. Nhưng chúng ta đang nói tới về yếu tố tạo ra giá trị và khả năng kiếm tiền với một cái tốc độ gọi là khủng khiếp các anh chị. Ở đây các anh chị em, trong những cái bài báo vừa qua chúng ta có thể thấy đây. Ông chủ phần mềm trực tuyến Zoom kiếm về 4 tỷ đô la trong vòng 3 tháng các anh chị. Trong 3 tháng khủng hoảng vừa qua, đúng không ạ? Và ông thu về được 4 tỷ đô la. Thì các anh chị em có thể thấy rằng là, và cái công ty này nó chỉ có vài người các anh chị. Và các anh chị em cứ tưởng tượng này, Vũ đang nói với các anh chị em trên một tinh thần, đó là gì? Vũ biết về cái lĩnh vực đó, và bản thân góc nhìn của Vũ thì cũng là góc nhìn tỷ đô. Tại vì Vũ theo đuổi cái gọi là dự án tỷ đô này nhiều năm rồi. Các anh chị em hình dung ý đó. Và bản thân hiện tại bây giờ Vũ cũng đang xây dựng, đang xây dựng một hệ thống mạng xã hội cũng trị giá gọi giống như là gì, cũng đầu tư vô đó là hàng triệu đô. Và dự án đó nếu thành công cũng có thể tạo ra giá trị tỷ đô các anh chị. Có nghĩa là gì? Mình bản thân cá nhân Vũ cũng làm việc đó. Các anh chị hình dung không? Có thể rằng là chưa tới thời để chúng ta đạt được cái điều, cá nhân Vũ đạt được cái điều đó. Nhưng ở đây Vũ, cái góc nhìn của Vũ á, nó hơi bị trùng với so với giống như là cái ông mà đang điều hành, ông Johan, đúng không? Ông đang điều hành, ông là đồng sáng lập cùng với cái Rao, và ông đang điều hành Rao One. Thì ông này có một cái ý tưởng, đó là gì ạ? Thay vì mình kiếm thật là nhiều tiền cho mình và một nhóm người của mình, được chưa? Giống như bao nhiêu ông chủ khác. Thì sao ạ? Thì cái ý tưởng này á, thực ra Vũ đã có trước đây 3 năm, 4 năm về trước rồi. Các anh chị em dùng, tại vì Vũ đã xây dựng cái nền tảng đó 3, 4 năm về trước rồi. Và cái ý tưởng của Vũ là gì? Thay vì mình kiếm được 1 tỷ đô, thay vì mình ăn hết 1 tỷ đô đó, vậy tại sao mình không chia sẻ lại cho cộng đồng trong cái mạng xã hội của mình á? Mạng xã hội của Vũ là sbus.com các anh chị. Thì sao? Thay vì mình phải giữ rằng là gì? Mình phải giữ hết cả tỷ đô đó. Tại sao mình không chia lại 80% cho cái cộng đồng thành viên của mình, những người đã tạo ra cái giá trị cho cái nền tảng đó? Các anh chị em hình dung ý ha. Thì mình chỉ cần 20% thôi. Nhưng mà tên tuổi của mình nó vẫn là tên tuổi của là gì? 1 tỷ đô các anh chị. Tên tuổi cũng là công ty tỷ đô, dự án tỷ đô. Đó. Thì sao ạ? Ở Round One, đây là một ý tưởng mà hơi bị trùng. Sau 3-4 năm của theo đuổi cái giấc mơ đó ha, cái kế hoạch đó, thì sao ạ? Thì Vũ thấy Rao One á có một cái điều rất là hay, đó là gì? Họ đang tạo ra một cái nền tảng để làm gì? Khi họ kiếm được tiền, khi họ xây dựng được cái nền tảng này và họ kiếm được tiền, và họ chia sẻ lại 80% đó cho sao? Cho thành viên, cho những người tạo ra cái nền tảng đó, cho những người góp công làm cho cái nền tảng đó thành công. Bây giờ Vũ hỏi các anh chị em như thế này. Cái ông chủ mà của Zoom á, trong 3 tháng ông kiếm được 4 tỷ đô, ông có chia sẻ cho chúng ta không? Hằng ngày chúng ta, tất nhiên chúng ta vẫn xài Zoom là miễn phí đâu, nhưng chúng ta nâng cấp lên hơn 100 người chúng ta phải trả tiền. Nhưng mà hằng ngày chúng ta dạy cho người ta biết xài Zoom, đúng không ạ? Suốt ngày chúng ta chỉ cho người ta biết xài Zoom, tải về làm sao, rồi là tải về xong rồi đăng ký sao, rồi xài sao. Chúng ta hằng ngày chúng ta dạy cho người ta. Cái công ty Zoom này đâu có dạy đâu cho anh chị. Công ty chỉ đăng ký lên đó, tải lên đó, và các anh chị em là những người dạy cho người ta xài Zoom. Nhưng các anh chị em chỉ nhận được một cái giá trị, đó là gì? Giá trị đó là khi các anh chị em xài đó thôi, đúng không ạ? Nhưng giá trị sâu xa hơn là cái ông chủ này này, cái công ty này này, trong 3 tháng ông kiếm 4 tỷ đô, ông có chia lại cho chúng ta không? Đúng không ạ? Mà hằng ngày chúng ta suốt ngày mở miệng nói Zoom này. Bản thân bây giờ Vũ đang nói chuyện giới thiệu Zoom nè, cho 272 người nghe tới về Zoom nè, cứ suốt ngày nói về Zoom. Nhưng mà ông ta kiếm được rất là nhiều tiền, ông ta có chia lại cho chúng ta không? Các anh chị em là những người mở tài khoản trên Zoom, các anh chị em có được công ty đó trả cho các anh chị em tiền không?
các anh chị em hình dung ấy, cái đó mà chúng ta không bao giờ chúng ta thấy. Chẳng hạn giống như các anh chị em thấy Facebook đi, đúng không? Hay là nhiều cái mạng khác đi, chúng ta suốt ngày đi quảng cáo cho họ, tất nhiên chúng ta xài miễn phí, có những lúc chúng ta xài nhiều hơn chúng ta phải trả tiền, nhưng công việc của chúng ta hàng ngày chúng ta đi giới thiệu cho họ này, và họ kiếm hàng tỷ đô la, nhưng họ có chia sẻ cho chúng ta đâu. Nhưng mà họ sẽ chia sẻ cho những ai đã bỏ tiền đầu tư vô, vô Zoom cho Facebook. Các anh chị em biết rằng là cái ông mà gì, chúng ta thường nghe tới ông Lý Gia Thành đúng không? Cái ông là một trong là những người giàu nhất ở Hồng Kông. Và các anh chị em biết là trong cái thị trường của Zoom này nè, ông cũng đầu tư vào Zoom và ông kiếm được hàng tỷ đô cùng với Zoom. Vậy thì các anh chị em để đi, chúng ta có cơ hội gì từ khi mà cái công ty Zoom này nó phát triển thành công không? Không, nó chỉ cuối cùng nó cũng chỉ giúp cho một vài người nào đó thôi kiếm được hàng tỷ đô la, trong khi chúng ta là gì, suốt ngày đi dạy cho người ta biết xài đó. Nhưng khi họ kiếm được rất nhiều tiền, họ có chia sẻ lại cho chúng ta không? Đúng ạ. Ok ha, các anh chị cần phải chú ý cái việc đó. Nhiều khi chúng ta đi làm rất là nhiệt tình nhưng chúng ta không được chia sẻ lại. Nhưng khi mà chúng ta thấy những cái gì đó, một cái ý tưởng gì đó hay ấy, mà gì chia sẻ chúng ta, đúng không ạ, thì sao ạ? Thì chúng ta cứ nói này nói nọ, nói kia nói tùm lum hết. Đó là cái vấn đề, cái vấn đề mà chúng ta không bao giờ thấy được cái điều đó. Ok ha. Bên cạnh đó còn có một người khác nữa. Bên cạnh có một người khác nữa là ông chủ của Amazon. Trong vòng từ đầu năm tới giờ, từ đầu năm 2020 tới giờ, các anh chị em biết ông kiếm được bao nhiêu tiền không? Từ đầu năm 2020 khi thế giới bắt đầu bước vào chớm gọi là khủng hoảng, được chưa? Các anh chị em nhớ không? Đó là đại dịch virus, đúng không? Vũ Hán. Thì các anh chị em biết rằng là gì? Ông chủ Amazon đã kiếm về 24 tỷ đô la các anh chị. 24 tỷ đô la. Trong thời gian thì từ đầu năm tới bây giờ, chỉ bây giờ ngày hôm nay đó là gì? Ngày hôm nay là ngày 15 đúng không? Tháng 4. Mới hơn 4 tháng ông đã kiếm về 24 tỷ đô la các anh chị. Ông chỉ trả lương cho nhân viên thôi. Nhưng 24 tỷ đô la này nè, chưa kể đó là ông kiếm nha, nhưng chưa kể là gì? Cả công ty, cả tập đoàn. Cuối cùng sao? Những cái lợi nhuận này sao? Nó sẽ chia cho ai? Sẽ chia cho những ai đang sở hữu cổ phiếu của Amazon. Đúng không ạ? Và chia cho những ai? Những cái người đứng đằng sau đó, lớn hơn nữa, to hơn nữa, những người mà đầu tư từ thời, gọi là thời kỳ đầu của Amazon. Và họ kiếm được về hàng tỷ đô la các anh chị. Đó, đó là cái mà chúng ta đang thấy các anh chị. Họ kiếm hàng tỷ đô la. Nhưng mà sau khi họ kiếm được hàng tỷ đô la này nè, xong bắt đầu họ sẽ bị nhức đầu trong cái việc là gì? Đem đi tiền đi cho. Họ đem đi tiền đi làm từ thiện. Họ phải nhức đầu trong cái việc là nên cho ai? Cho tổ chức nào? Cho chỗ nào? Cho quốc gia nào? Các anh chị em thấy đi. Chúng ta đang sống trong một cái quá trình, chúng ta đã chứng kiến được rất là nhiều thứ. Nhiều khi các anh chị em không thấy. Đúng không ạ? Các anh chị em thấy đi. Có rất là nhiều tổ chức và những người giàu, chẳng hạn những cái quốc gia giàu, họ đầu tư vào đó, họ bỏ tiền vào đó hàng trăm triệu đô la. Nhưng mà sao những cái tổ chức đó họ làm có tốt không? Không. Họ cũng đem đi làm từ thiện các anh chị, họ đi làm này làm kia làm nọ, nhưng họ làm tốt đâu. Và đau đầu với những cái gì? Những cái người mà kiếm được rất là nhiều tiền đó, họ muốn cho đi nhưng mà cho không đúng chỗ và họ cũng bị đau đầu cái chuyện đó các anh chị. Ok. Thì ngày trước, mấy năm trước, khi Vũ có ý tưởng này, Vũ cũng nghĩ sao? Thay vì bây giờ mình kiếm thật là nhiều tiền rồi mình đem đi làm từ thiện. Các anh chị em biết không? Cái ngày mà Bill Gates đến Việt Nam, cách đây nhiều năm về trước, cái ngày mà Bill Gates nha, tới Việt Nam, cái lúc đó Vũ chưa có gì đâu, sơ sơ thôi. Vũ đã nghĩ trong đầu, nếu một ngày nào đó mình kiếm được nhiều tiền, mình đem tặng cho Bill Gates 10 triệu đô la. Các anh chị em biết là, các anh chị em có thể search Google là ngày Bill Gates đến Việt Nam là biết là năm bao nhiêu tuổi, là năm bao nhiêu, và thời điểm đó là Vũ đã nghĩ như thế. Thay vì bây giờ mình phải gì, đem số tiền mình kiếm được đem đi cho người này cho người kia, mình đâu có biết được tổ chức nào là tốt đâu các anh chị nhớ. Nhưng với Bill Gates hay là với nhiều cái tổ chức họ đã trải qua thì sao, họ sẽ nhận định được ở đâu, họ có đội ngũ để điều tra được là chỗ nào sẽ cho đi đúng, chia sẻ đúng. Các anh chị nhớ. Thay vì sao? Thay vì là mình cứ đi ra phân phát
Và các anh chị em thấy đi, trong cái khoảng thời gian vừa qua, thời gian ngắn thôi, các anh chị em thấy là các hiện tượng mà gì, có rất là nhiều người có tâm và họ đi phát gạo. Họ phát gạo nhưng mà các anh chị em nhìn thấy, hoặc là họ phát gạo những phần quà, các anh chị em thấy đi, các anh chị em coi những cái đoạn video clip của những cái người mà gọi là gì, những cái người mà ngoài chuyện mà nghèo ra, ngoài chuyện khó khăn ra, ngoài chuyện gặp những cái, gặp qua những cái đợt này, họ bị gặp vấn đề về vấn đề là gì, về lương thực của họ, miếng ăn của họ, đúng không ạ, dòng tiền của họ. Nhưng mà cái thái độ của họ gọi là gì, gần như mình gọi nó như là dùng từ cướp, đúng không ạ? Đó là gì? Cướp lại những cái phần quà đáng là gì, thuộc về những người khó khăn hơn. Chúng ta đâu có thấy đâu, đúng không ạ? Chúng ta không thấy được điều đó. Nên á, ở đây á, Vũ muốn chia sẻ các anh chị nè, các anh chị em để ý rồi, thì có phải rằng là gì, cơ hội nó đến, có rất là nhiều công ty tồn tại được lâu dài, có nhiều công ty đến và đi, đúng không ạ? Nhưng cái quan trọng nhất là ý tưởng các anh chị. Thì ngày hôm nay á, Rao á, đã tạo ra một cái mô hình rất là thú vị. Ngoài cái chuyện chúng ta xây dựng cộng đồng, chúng ta được hưởng rồi, đúng không ạ? Nhưng khi mà công ty kiếm được lợi nhuận thì sao ạ? Thì công ty chia lại 80%. Thay vì ông chủ của Dung kiếm được 4 tỷ đô la trong vòng 3 tháng. Và sao ạ? Và những nhà đầu tư, chẳng hạn giống như là cái ông giàu của Hồng Kông chẳng hạn, ông cũng đầu tư vào Dung và ông kiếm được cả 3 tỷ đô la các anh chị. Các anh chị nhớ, và Amazon này và nhiều công ty khác các anh chị, chứ không phải là một vài công ty nào, Vũ đang nói về một vài công ty này thôi. Và trong thời gian rất là ngắn, vài tháng, họ có thể kiếm lên tới mấy chục tỷ đô la các anh chị. Ok, vậy thì các anh chị em tưởng tượng đi, nếu Rao mà thành công đi, họ kiếm được 1 tỷ đô la đi, có phải rằng là gì 800 triệu đô la đã chia lại cho tất cả chúng ta không? Chia lại cho những con người là sao ạ? Chẳng hạn giống như các anh chị em thấy đi, rất nhiều director của hệ thống Round One, đúng không ạ? Và nằm trong cái hệ thống là gì? Support từ cái hệ thống My Round One. Các anh chị em hình dung là gì? Có những người họ chỉ mới bắt đầu khi thời điểm là gì, cách đây khoảng 3 tới 4 tháng thôi. Họ chỉ bắt đầu với 99 đồng, lúc đó họ cực kỳ khó khăn. Nhưng sau 3 tới 4 tháng họ đạt được cấp độ director, cấp độ resident, và thị trường của họ, cộng đồng của họ có thể phát triển ra khắp thế giới. Các anh chị em thấy không ạ? Cái sự thay đổi là nằm ở đó, đúng không ạ? Và thêm một cái nữa đó là gì? Từng bước công ty đang từ từ phát triển. Vậy thì công ty đã có những cái lộ trình, chẳng hạn giống như là họ nói rằng là gì, vào cái ngày đó, ngày 15 tháng 6 hay là 15 tháng 7, 15 tháng 8, 15 tháng 9, đúng không ạ? Hay là ngày nào đó họ đã nhấn định ra một ngày rồi, đúng không ạ? Thì sao? Họ sẽ chia cho những ai đang sở hữu cái giá trị của họ, giá trị chung của họ. Đó là gì ạ? Đó là gì ạ? Đó là Round One Reward. Và sau ngày hôm nay, tất cả những cái gọi là Afigo và Mister sẽ chuyển đổi, nó gọi là Converse, nó chuyển đổi thành là Round One Reward. Thì các anh chị em lúc này, các anh chị em chỉ nhớ đó là Round One và Round One thôi. Các anh chị em hình dung ạ, tập trung về một mối. Bởi tại sao vậy? Bởi vì ngày hôm nay công ty đã dịch chuyển họ về trung tâm ở châu Âu, ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha. Và họ làm việc theo một cái luật định chung của đó là gì? Liên minh châu Âu. Các anh chị em hình dung ý ha. Họ phải làm rất là nhiều thứ để làm gì? Trở thành một công ty hợp pháp, hợp lệ, đóng thuế đầy đủ. Để làm gì? Họ tiến xa hơn những cái bước tới. Đó là cái mà chúng ta cần thấy. Và nhiều người họ không thấy được điều này. Các anh chị nhớ, họ chỉ nhìn thấy là công ty đi lừa đảo thôi. Họ chỉ nhìn thấy rằng là gì, công ty làm này, làm này, làm kia, ở huy động vốn này nọ. Người ta chỉ nhìn thấy những cái thiếu tiêu cực thôi. Các anh chị em hình dung ạ. Tại sao công ty không nói rằng là tôi cho anh đầu tư vài trăm ngàn đô, vài triệu đô luôn, vài chục ngàn đô luôn. Tại sao không làm như vậy? Mà tại sao bây giờ này, bản thân của Vũ này, trong chương trình khuyến mãi vừa qua, hầu như là gì, những người đã tham gia vài tháng trước, bây giờ Vũ muốn mua nữa, Vũ cũng đâu có mua được đâu các anh chị. Chỉ có những người mới họ mới mua được thôi. Bây giờ Vũ muốn bỏ ra này, bây giờ Vũ có tiền này, mà Vũ cũng không thể mua được thêm này các anh chị. Tại sao mình không nhìn vào vấn đề đó? Mà tại sao rất là nhiều cái công ty khác, anh cứ càng nhiều tiền vô, người ta cứ bỏ vô, người ta cứ mua hết coin này, tới token này, tới cổ phiếu này, tới cổ phiếu kia. Mà tại sao Rao không cho mua? Tại sao cái lúc người ta nhiều tiền nhất, người ta kiếm hàng trăm ngàn đô, người ta muốn mua thêm nữa, người ta đang máu, người ta muốn mua thêm nữa, tại sao công ty không mở ra để mà mua? Tại sao chúng ta không thấy được điều đó?
Nếu mà một cái công ty huy động vốn, một cái công ty lừa đảo đi, thì sao ạ? Thời điểm đó là thời điểm các director này, resident này và manager này, họ có cực kỳ nhiều tiền. Họ muốn mua thêm, họ cũng không mua được. Đó là cái mà chúng ta không bao giờ thấy. Chúng ta chỉ nhìn thấy cái gì ạ? Những cái tiêu cực thôi. Phần lớn chúng ta nhìn thấy tiêu cực. Chúng ta sợ bị mất không ạ? Đúng không ạ? Nói sự thật các anh chị, Vũ mất rất là nhiều các anh chị. Những người thân sát kế bên cạnh với mình, đi làm với mình hàng năm trời luôn. Nhưng mà sao ạ? Nhưng mà chỉ vì vài đồng thôi, nhưng mà họ có thể rằng là gì? Lấy hết của mình. Chuyện bình thường các anh chị. Nhưng mà bây giờ mình nhìn thấy đi, cục diện họ làm rất là nhiều thứ. Họ thấy cho mình thấy được rằng là gì? Họ muốn lấy tiền rất là dễ các anh chị. Đang sung như thế này, họ chỉ cần mở ra để cho các anh chị em mua thật nhiều vô, họ ôm một cục tiền cũng được. Phần lớn các công ty khác là gì? Anh cứ mua thoải mái. Đúng không ạ? Như mở rào sao? Anh có muốn mua thêm có mua được đâu. Bản thân các tài khoản mà rồ rồi á, hay titanium rồi, muốn mua được có mua được đâu. Đó là sự thật các anh chị. Đó là sự thật mà chúng ta thấy được trong vài tháng qua. Ok chưa? Đó là cái mà Vũ muốn chia sẻ để cho các anh chị em thấy. Vậy thì bây giờ Vũ sẽ quay lại câu chuyện các anh chị em để nè. Các cái công ty đó, các cái đơn vị đó, trong thời gian vài tháng qua, họ kiếm được hàng tỷ đô đó. Các anh chị em thấy không? Và một người họ sở hữu hàng tỷ đô như thế, công ty của họ kiếm vài tỷ đô trong vòng vài tháng như thế. Các nhân viên có giàu hơn không? Không. Nhân viên thì ăn lương thôi, lâu lâu cho thêm phần thưởng xíu thôi. Đúng á. Và chúng ta đang đi quảng cáo chùa cho họ nè. Chúng ta đang đi mở rộng cộng đồng ra zoom cho họ nè. Nhưng mà chúng ta sao? Có kiếm được tiền từ họ không? Không. Họ có cho ta được cái gì không? Mỗi buổi zoom chúng ta lên tới 1.000 người. Đúng á. Và chúng ta dạy cho 1.000 người tải zoom về. Và họ kiếm hàng tỷ đô. Và họ cho mình thêm gì không? Không. Đúng á. Vậy thì hãy tưởng tượng đi, nếu Rao Quanh thành công đi, mà Rao Quanh với chính sách họ đưa ra như thế, đó là gì? Chia sẻ lại 80% cái kiếm được của họ. Chẳng hạn ví dụ đi, 1 tỷ đô đi, 2 tỷ đô, 3 tỷ đô mà chia đi 80% về, các anh chị em biết rằng cái lượng tiền nó khủng khiếp như thế nào. Các anh chị em hình dung ha? Đó là các anh chị em cần phải thấy. Nhiều khi chúng ta không nhìn vô vấn đề này, mà chúng ta cứ nhìn vô chúng ta cứ sợ bị mất không thôi ha, là chúng ta quên đi cái giá trị chúng ta muốn sẽ được. Ok. Rồi bây giờ Vũ sẽ chia sẻ cái phần kế tiếp cho các anh chị em hình dung như thế này. Trước khi đi cái phần kế tiếp á, Vũ muốn dặn cho các anh chị, đó là phần tin tức của Rao. Bởi vì phần tin tức của Rao rất là quan trọng. Và ngày hôm nay Vũ muốn nhấn mạnh các anh chị em thêm một ý nữa. Đó là từ ngày 16 tới ngày 22. Đây là khoảng thời gian cực kỳ quan trọng các anh chị. Chúng ta có 6 ngày, chúng ta có 6 ngày để wake up, có nghĩa là kêu tất cả những người đã tham gia vào trong hệ thống của chúng ta thức dậy. Chỉ để làm một việc thôi. Chỉ để làm một việc thôi. Đó là gì ạ? Đó là kêu họ ngày 16, ngày 17, 18, 19, 20, 21, 22. Được chưa? Tính theo giờ châu Âu. Thì kêu tất cả những người nào đã từng tham gia vào Round 1. Được chưa? Kêu họ thức dậy. Ok, mở tài khoản ra, bấm Canvas để chuyển nhau ạ, để chuyển Afigo và Mister, hay còn gọi là Owner Rise, qua Round 1 Reward. Được chưa? Nếu sau ngày 22 chúng ta không làm động tác này, thì chúng ta sẽ, sau đó chúng ta sẽ không có được convert được, chúng ta sẽ không có chuyển đổi được đâu. Nên chúng ta có 6 ngày để làm việc này. Và đây là thời kỳ mà chúng ta phải thúc đẩy là kêu gọi họ là gì? Ngày xưa anh tham gia Rao Quanh rồi đúng không? Ngày xưa gì nghe nó xưa quá. Có 3, 4 tháng thôi các anh chị. Chỉ có vài tháng thôi các anh chị. Nói với họ rằng là gì? Rao Quanh đang tiến lên những cái bước lớn hơn nữa. Và ngày hồi đó anh đăng ký rồi, anh quên rồi đúng không? Bữa giờ lu su bu quá, ở nhà ngủ nhiều quá đúng không? Thức dậy đi, mở tài khoản ra, bấm vào một cái để chuyển đổi là xong. Ok, được chưa? Và đó là một điều. Điều thứ hai nữa, thì những ai đã tham gia trước ngày 15 tháng 4, được chưa? Thì tới ngày, những cái ngày tới, đây Vũ coi lại cho chính xác cho những ngày tới, quên quá, nhiều việc quá, quên mất đi. Để nói cho nó chính xác chứ không là... Đây, các anh chị em mình dùng đây.
Các anh chị em nhớ nè, các anh chị em cứ khoảng tầm là 2-3 ngày, các anh chị em vô trong cái tài khoản của mình, trong cái phần tin tức, thì các anh chị em sẽ thấy rất là nhiều tin tức. Công ty Rao đưa hết tất cả những cái tin tức lên trên cái phần tin tức, phần mà gọi là phần news, phần tin tức rồi. Thì các anh chị em vô đó, các anh chị em xem. Ở đây á, là công ty nó hướng tới câu chuyện đó là gì ạ? Hướng tới câu chuyện đó là mọi thông tin đến từ công ty, không đến từ thủ lĩnh, không đến từ các leader. Ở đây ok, đây trong một cái hình như thế này thì các anh chị đều biết được rằng là trong tháng 5 sẽ bắt đầu chia lợi nhuận vào 18 cái bể. Và bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 thì sẽ vẫn chia vào các bể. Ở đây các anh chị em chú ý chỗ này. Cái bể tài chính 18 cái bể thì được chia hàng tháng. Được chưa? Còn để chia lợi nhuận khi mà các anh chị em sở hữu Round 1 Reward. Ok. Thì lúc này các anh chị em được chia 3 tháng một lần, hay còn gọi đó là chia theo quý. Được chưa? Ở đây sẽ có các anh chị em lưu ý nè. Nếu các anh chị em tham gia trước ngày 15, được chưa? Ngày 15 tháng 4 thì ngày 15 tháng 6 các anh chị em được chia. Những ai đang sở hữu Round 1 Reward, hay còn gọi là sở hữu cổ phiếu công ty, thì ngày 15 tháng 6 chúng ta được chia cái việc này. Và ngày 10 và tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 và tháng 9 chúng ta chia lại lần nữa. Ok. Một lần nữa Vũ nhắc lại cho các anh chị em như thế này. Việc đầu tiên chúng ta cần làm đó là gì ạ? Kêu gọi tất cả mọi người thức dậy. Được chưa? Trong ngày 16 tới ngày 22 thì chúng ta sẽ vô văn phòng của chúng ta để bấm chuyển đổi, chuyển từ Owner Rise qua Round 1 Reward, hay còn gọi là chuyển từ Afigo và Mister qua Round 1 Reward. Ok chưa? Chúng ta có 6 ngày để làm cái chuyện đó. Cái thứ hai đó là gì? Những ai tham gia trước ngày 15 tháng 4 thì vào tháng 6 này sẽ được chia. Và tới tháng 9 chúng ta được chia, cứ 3 tháng một lần chúng ta được chia. Còn những anh chị em nào mà đạt được các cấp độ cùng với Round 1, được chưa? Thì tháng nào cũng được chia. Biết như vậy, đúng không? Chúng ta có 18 cái bể. Và chúng ta ở đây nó có 3 khung các anh chị. Khung thứ nhất, các anh chị em cần chú ý như thế này. Đó là nếu các anh chị em lọt vô, các anh chị em ở cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3, cấp độ 4, cấp độ 5, cấp độ 6. Nếu các anh chị em tới được cấp độ 5, thì các anh chị em cũng chỉ nhận có một bể, bể 1 thôi. Được chưa? Nhưng nếu các anh chị em lên được cấp độ 6, hay còn gọi là lên được bể số 6, các anh chị em sẽ nhận được từ 1 cho tới 6. Được chưa? Còn nếu mà các anh chị em lên được cái bể thứ 15, hay gọi là level thứ 15, là Resident 3 sao, thì các anh chị em sẽ nhận được từ 1 bể cho tới, từ bể 1 cho tới bể thứ 15. Ok ha? Bên cạnh đó, nếu các anh chị em đang ở cấp độ gọi là gì? Resident 1 sao thì ở bể thứ 13, cấp độ thứ 13, thì các anh chị em cũng chỉ nhận từ 1 tới 6 thôi. Ok, các anh chị em lưu ý nha. Nên rằng là gì? Chúng ta cùng nhau phấn đấu để đạt được những cái level cao hơn. Và những cái này là cái mà các anh chị em cần chú ý này. 40% lợi nhuận mà họ kiếm được, họ sẽ chia vô 18 cái bể này. Các anh chị em hình dung ý đó. Nó giống như rằng là 3-4 tỷ đô hay 5 tỷ đô hay là 10 tỷ đô của các cái tập đoàn mà họ kiếm được trong vài tháng qua. Được chưa? Thì sao? Họ chia cho một nhóm người nào đó thôi. Ok. Hoặc là một người nào đó, hai người nào đó thôi. Các anh chị em hình dung ý đó. Thì ở đây họ sẽ chia vô 18 cái bể. Ok. 18 cái bể này. Vậy thì các anh chị em mà lọt được vô bể số 6 và bể số 15 thì sao ạ? Các anh chị em sẽ chia được từ 1 tới 6 hoặc là từ 1 tới 15. Con số này khủng lắm các anh chị. Con số này khủng các anh chị.
Nên các anh chị em cần chú ý. Ok, chúng ta mới chỉ bắt đầu vài tháng thôi mà chúng ta đã đạt được nhiều kết quả như thế rồi, đúng không ạ? Vậy thì có phải rằng là từ những cái bước này chúng ta có thể rằng là gì? Lớn mạnh hơn từng ngày, lớn mạnh hơn từng ngày. Được chưa? Để chúng ta sẽ đạt được nhiều cái cấp độ hơn và chúng ta sẽ lọt được vào nhiều cái bể tài chính hơn. Bên cạnh đó, khi các anh chị phát triển được cộng đồng, được chưa? Khi các anh chị em kiếm được thu nhập thì sao ạ? Thì 20% thu nhập mà các anh chị em kiếm được nó sẽ sao? Nó tự chuyển đổi để cho các anh chị em sở hữu cái giá trị Round One Reward, hay còn gọi là gì? Giá trị của Round. Mình hay gọi đó là cổ phiếu của Round. Được chưa? Và khi chúng ta sở hữu được những cái giá trị này, được chưa? Thì hàng quý công ty chia sẻ lợi nhuận, đó là gì? 40% còn lại họ sẽ chia cho tất cả những ai đang sở hữu Round One Reward, hay còn gọi đó là gì? Cổ phiếu của Round. Các anh chị em hình dung yếu ạ. Ok ha, đó là cái mà chúng ta cần phải thấy. Và các anh chị em thấy không? Hàng ngày chúng ta đi chia sẻ Zoom, hàng ngày chúng ta đi chia sẻ Amazon, chúng ta chia sẻ Zalo, chúng ta chia sẻ Facebook, chúng ta chia sẻ rất là nhiều. Đúng không ạ? Nhưng chúng ta không kiếm được tiền. Nhưng ở Rao, họ chia lại 40% lại để cho chúng ta lọt vô các cái bể. Có phải khi chúng ta chia sẻ là chúng ta tạo cộng đồng đúng không? Chúng ta đang chia sẻ, chúng ta tạo cộng đồng cho Facebook. Chúng ta đang chia sẻ, chúng ta tạo cộng đồng cho Zoom. Chúng ta đang chia sẻ, chúng ta đang tạo cộng đồng cho Amazon, Zalo và rất là nhiều các cái nền tảng khác. Nhưng chúng ta không được chia. Nhưng ở đây chúng ta làm việc có hệ thống và họ phân định từng level 1. Đúng không ạ? Và khi chúng ta đạt được những cái level này, họ chia lại chúng ta 40%. Tuyệt vời không ạ? Quá tuyệt vời các anh chị. Mà ở đây Vũ hỏi các anh chị này, ở kinh doanh của Rao nó chỉ cần một yếu tố thôi. Các anh chị em tham gia 99 đồng hoặc các anh chị em có nhiều hơn, các anh chị em có thể tham gia nhiều hơn. Được chưa? Ok ha. Nó không phụ thuộc vào là gì? Yếu tố tài chính của các anh chị em đang có. Các anh chị em lưu ý, nó không phụ thuộc vào yếu tố về vấn đề rằng là gì? Các anh chị em có bao nhiêu tiền để tham gia. Bởi vì các anh chị em có thể khởi đầu 99 đồng. Không ai ép các anh chị phải bỏ ra vài chục triệu, vài trăm triệu, vài tỷ à. Đúng không? Các anh chị em chú ý. Nhưng nếu mà mình thấy rằng là gì? Với cái năng lực tài chính của mình có hàng trăm triệu trong tay, mình có vài chục triệu trong tay, vài tỷ trong tay, thì cái chuyện chúng ta mua thêm, có nghĩa nâng cao hơn để chúng ta sở hữu nhiều hơn một xíu. Chẳng hạn ví dụ chúng ta mua cái gói Titanium, tới bây giờ, thời điểm bây giờ khuyến mãi, chúng ta chỉ mua bao nhiêu ạ? Chỉ có 599 đồng thôi. Nó không phải là to các anh chị. Các anh chị em hình dung, nó không phải là to. Còn nếu các anh chị em thấy bình thường, các anh chị em mà cảm giác rằng là gì? Sợ, các anh chị em thấy rằng là nó như thế này, nó như thế kia. Các anh chị em có thể là gì? 99 đồng cũng không ảnh hưởng ai, không bị mất về vấn đề gì cả. Các anh chị em hình dung, nó không ảnh hưởng cuộc đời của các anh chị. Nhưng có một sự thật, các anh chị em lưu ý này. Các anh chị em có thể mất 99 đồng, nhưng các anh chị em sẽ bị mất một thứ nếu các anh chị em bỏ lỡ qua. Đó là mất một đời anh hùng nếu cơ hội đó thành công thực sự. Các anh chị em hình dung yếu mà. Bởi vì các anh chị em biết không, có nhiều người 4 tháng trước chỉ vì sợ mất 99 đồng. Đúng không ạ? Và đến ngày hôm nay họ vẫn làm với Rau, họ vẫn quay lại với Rau. Nhưng họ nói một câu rất đơn giản là gì? Tiếc. Đã gì? Tại vì họ thấy những người đã đạt được lên rất là cao, director, resident, họ thấy được cái điều đó và họ thấy rằng là gì, Rao càng ngày phát triển. Đó là cái vấn đề các chị. Các anh chị em hình dung ý, đôi lúc chúng ta không mở lời trong lúc đó, nhưng cả cuộc đời chúng ta ân hận vì sao? Tại sao lúc đó mình không mở cửa? Tại sao lúc đó thằng đó nó gõ cửa cho mình? Mà tại sao mình cứ rằng là gì? Không biết nó như thế nào ta, không biết nó như thế này, nó có lừa mình không, nó làm cái này làm kia với mình không? Đúng không? Tại sao không mở cửa ra? Để làm gì ạ? Ở xem nó là cái gì? Nó có thực sự hay không? Đúng không? Chỉ vì chúng ta đóng cửa lại, cả cuộc đời chúng ta ân hận. Chúng ta tiếc nuối. Và cái chuyện này xảy ra rất là nhiều các anh chị. Chuyện này xảy ra muôn thuở các anh chị. Và cuộc sống là như thế các anh chị. Cuộc sống là như thế. Nên việc của chúng ta là gì? Hôm trước đã nói rồi. Việc của chúng ta khi đến với Rao, chúng ta hiểu Rao rồi. Chúng ta biết về hệ thống My Rao One rồi. Việc của chúng ta là gì? Gõ cửa. Còn việc của người khác đó là gì? Mở cửa hay không? Đó là quyền của họ. Còn cái chuyện hệ thống đã tạo ra được nhiều thành tích rồi, thì sao ạ? Thì cứ từ từ mà tiến. Không phải lo vội gì hết.
Các anh chị hình dung ý ha. Chúng ta có một thị trường hàng tỷ người trên thế giới các anh chị. Nó không bị bó buộc chúng ta chỉ trong một cái xã, một cái phường, một cái huyện, hay một cái tỉnh, hay một thành phố, hay một quốc gia. Chúng ta có cả hàng trăm quốc gia trên thế giới để chúng ta có thể phát triển cộng đồng này. Ok chưa? Và khi chúng ta phát triển được cộng đồng này tốt, thì sao ạ? Tiền từ khắp thế giới nó sẽ đổ ngược vào cho chúng ta. Thông qua là gì? Thông qua những nguồn lợi nhuận của Rao họ kiếm được và họ chia lại 80% cho chúng ta. Đó là cái mà chúng ta cần thấy. Ok ha. Rồi, bây giờ Vũ sẽ chia sẻ thêm cho các anh chị em thêm một cái ý nữa. Đó là gì? Hiện tại bây giờ chúng ta đang có một cái chương trình, đó là gì? Khuyến mãi thặng dư, hay còn gọi là mình hay dùng cái là khuyến mãi thêm được 10 ngày. Đáng ngày hôm nay chúng ta đã kết thúc chương trình khuyến mãi. Nhưng các anh chị em hình dung ra là gì? Họ có chia sẻ trên phần tin tức mà. Họ thảo luận hàng nghìn cái ý kiến rồi. Và họ thấy được một điều rằng là gì? Nên tiếp tục. Nên họ mở thêm cho chúng ta được thêm 10 ngày khuyến mãi nữa. Các anh chị hình dung ạ. Và 10 ngày khuyến mãi thì tới cái ngày 25 tháng 4 là cái ngày họ sẽ sao show ra một cái sự kiện lớn, đó là gì? Là live online, có nghĩa là gì? Có nghĩa là sự kiện online toàn cầu. Và các anh chị em biết rằng là vừa rồi họ xây dựng lên một cái nơi để mà là gì? Để có thể live stream, để có thể rằng là gì? Hướng dẫn đào tạo làm sự kiện online trên toàn cầu thông qua nền tảng internet. Và điều này phải bắt buộc các anh chị. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cả thế giới hiện tại bây giờ đang là lockdown hết. Có nghĩa là gì? Đóng cửa hết rồi. Không thể ra ngoài để hoạt động được từ khắp mọi nơi trên thế giới. Chính vì chỗ đó họ phải đầu tư vào cái chuyện online. Các anh chị em hình dung yếu ạ. Bây giờ Vũ hỏi các anh chị. Một sự kiện họ tổ chức 20.000 người. Họ tốn bao nhiêu tiền? Đúng ạ. Họ tổ chức sự kiện mười mấy nghìn người bên Philippines. Họ tốn bao nhiêu tiền? Họ tổ chức sự kiện này, sự kiện kia. Thay vì các anh chị em biết không, tháng 5 này nó có một sự kiện cho hơn 1.000 người trên du thuyền 7 sao. Đúng không ạ? Mình nói rằng là gì? Du thuyền này á, là liên tục, đi liên tục qua 3 nước, 7 ngày liên tục. Các anh chị em dùng ý không? Câu chuyện được đặt ra là gì? Câu chuyện được đặt ra, thay vì những cái sự kiện đó họ phải bỏ ra rất là nhiều tiền. Thế thì bây giờ họ gia tăng khuyến mãi lên là chuyện bình thường các anh chị. Đâu có gì đâu các anh chị. Và các anh chị em biết rằng là gì? Tháng 6, tháng 7 này, tháng 6 này nè, đáng ra nó sẽ có một sự kiện rất lớn, hơn 20.000 người. Đó. Và tháng 7 này có một sự kiện lớn mười mấy 20.000 người ở Macau. Đó. Các anh chị em dùng ý ạ. Rồi, rất là nhiều sự kiện. Bây giờ thay vì họ bỏ ra những số tiền rất là lớn để làm những cái chuyện đó, thì bây giờ họ gia tăng thêm khuyến mãi được không? Được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khi mà khuyến mãi như thế này, nó tạo ra được một cú hích trong một cái khoảng thời gian mà cả thế giới đang gặp trục trặc. Cả thế giới đang gặp khủng hoảng về công ăn việc làm, về sao? Về nhiều cái thứ mà là gì? Mà gây ảnh hưởng tới nền kinh tế, gây ảnh hưởng tới công ăn việc làm. Rất là nhiều thứ các anh chị. Ảnh hưởng tới đời sống rất là nhiều. Ok ha? Thì ngày hôm nay, đây là giai đoạn mà là gì? Cần tốc lực nhất. Bởi vì sao? Công ty Đà Đạt tới hơn 3 triệu thành viên rồi. Và bây giờ thông qua chương trình này như thế này, để sắp tới khi mà tới ngày 25, họ tạo ra một cái sự kiện online, đúng không ạ? Họ sự tạo ra nhiều sự kiện như thế. Thì có phải thời điểm đó, có công ty có khi là Rao đã đạt lên tới 4 triệu thành viên rồi. Và các anh chị em biết rằng là gì? Công ty nào, hệ thống nào, nền tảng nào, mạng xã hội nào mà càng nhiều thành viên, và thành viên đến từ khắp thế giới thì sao ạ? Thì cái mạng đó nó khả năng thành công nó rất là lớn các anh chị. Đó, cái mà chúng ta không thấy được. Ok, các anh chị vô ạ. Bản thân Grab thôi, bản thân rất là nhiều tập đoàn Uber đi, lúc nào không khuyến mãi. Ok. Nên rằng là gì? Có những comment là lại lừa dối nữa. Ủa sao nó lại lừa dối? Cái chuyện đó là bình thường các anh. Bây giờ vừa hỏi các anh chị đi ra thế giới di động mà xem. Có lúc nào không khuyến mãi đâu các anh chị. Không có lúc nào mà thế giới di động không khuyến mãi cả. Đúng không? Vấn đề họ khuyến mãi để làm gì? Để tạo lên một cái hệ thống lớn hơn, tạo ra một tiếng vang lớn hơn, tạo ra một cú hích lớn hơn
trong cái thời buổi ngày hôm nay, thay vì họ phải bỏ tiền rất là nhiều tiền vào các sự kiện offline, là các cái sự kiện siêu du thuyền này, sự kiện lớn này, sự kiện lớn kia, từ nước này nước kia, thì sao? Họ thay vì họ phải bỏ qua những cái việc này, họ lấy cái tiền đó thì sao? Họ làm chương trình khuyến mãi này được không? Ai là người được quyền lợi nhiều trong chương trình khuyến mãi này? Các chị em mình vô, đó là gì? Đó là nhiều người mới hơn nữa, nhiều người có cơ hội hơn nữa. Những người ngoài kia kìa, họ đang còn thiếu mà, họ đang khó khăn kìa. Bây giờ mình trao cho họ được cơ hội nè. Được chưa? Các anh chị dùng ý ạ. Ok. Nên rằng là gì? Đôi lúc có người này, họ tiêu cực này, tiêu cực kia ở công ty huy động vốn, công ty như thế này, công ty như thế kia. Cuối cùng người ta đã tham gia, có những người đã tham gia, có những người chưa tham gia, và có những người đã làm mà vẫn cứ tiêu cực trong đầu như thế này. Thực sự mà nói rằng là gì? Tất nhiên, bất cứ một cái gì cũng vậy, luôn luôn hiện tượng đó nó luôn xảy ra. Bởi tại sao vậy? Bởi vì họ đã bị mất rất là nhiều rồi các anh chị. Đôi lúc ấy, họ mất sân này, họ mất rất là nhiều rồi. Nên khi họ đến một cái nơi nào đó mà họ cứ thấy hiện tượng này, hiện tượng kia một xíu thôi, là sao ạ? Là họ cứ nói rằng là nó đang như thế này, nó đang sắp chết rồi. Bây giờ Vũ hỏi các anh chị em thật như thế này nè. Công ty nó đã tạo ra hàng triệu thành viên trên khắp thế giới. Nó tạo ra một nền tảng như thế rồi. Liệu nó để nó cướp đi được mấy đồng này? Bây giờ Vũ hỏi các anh chị, nó chia sẻ lại hết mà, lợi nhuận rồi, nó chia sẻ lại hết rồi, thì nó kiếm được bao nhiêu tiền trong cái thời kỳ này? Các anh chị nhìn vô ạ. Mà đâu có phải là những cái người mà đang điều hành công ty này, đâu có phải là cái người mà tay mơ đâu, đâu có phải là cái người mà phải là gì, cần thêm tiền đâu các anh chị. Bởi vì họ đã tạo ra nhiều công ty trị giá hàng tỷ đô rồi mà. Các anh chị nhìn vô ạ. Cái đôi lúc chúng ta suốt ngày chúng ta chỉ thấy những cái phần là gì? Người ta muốn cướp của mình không? Nhưng các anh chị em nhìn lại nha, hồi nãy Vũ có chia sẻ rồi, cái cách của họ có thực sự cướp hay không? Cái đó mới chúng ta mới thấy. Khi chúng ta ngồi phân tích ra thì chúng ta mới thấy được là gì? Tại sao chúng ta tham gia vào một số công ty? Họ có văn phòng rất là đẹp. Họ có siêu xe này, siêu xe kia, sự kiện này, sự kiện kia, lúc nào cũng cho chúng ta ăn. Đúng không ạ? Và hàng ngày nó chia lãi cho chúng ta. 1%, 2%, 3%, 5%, 10%, 20%. Hỏi thật họ kiếm tiền từ đâu ra họ chia như thế. Nhưng mà tại sao chúng ta cứ phải bỏ tiền vô đó hàng chục triệu, hàng trăm triệu, có những người bỏ vô hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ, và cuối cùng họ bị mất đi. Các anh chị nhìn vô ạ. Nhưng tại sao cái thứ có 99 đồng đó thì các anh chị em lại cứ sợ bị mất? Tất nhiên, các anh chị em bây giờ vừa hỏi các anh chị, kinh doanh hay làm một cái gì đó, bản thân khi mình tham gia vào một nhóm nào đó, chúng ta cũng phải nộp phí mà. Bản thân Vũ nè, 2005 nè, từ 2005 các anh chị biết, 2005 cách đây bao nhiêu năm, 15 năm về trước, Vũ tham gia vào những công ty online và vẫn chỉ gọi là đăng ký thôi, thì đã mất phí 10 đô, 20 đô, 30 đô, 50 đô, có những công ty lên tới 100 đô chỉ là đăng ký phí thôi, mở tài khoản thôi. Có được cái bộ Starter Kit, gọi là có cái bộ công cụ làm việc thôi. Chưa nói cái chuyện tới để mua hàng hóa. Các anh chị em hình dung ạ. Thì hãy bỏ như thế, 15 năm trước các anh chị. 15 năm sau. Một cơ hội cũng có 99 đồng, nó còn rẻ bèo hơn của câu chuyện của 15 năm trước. Cái đó các anh chị cần phải. 100 đô của 15 năm trước và 100 đô của bây giờ, các anh chị em nhìn đi. Nó to như thế nào? Có khác gì không? Không. Cái câu chuyện đừng có nhìn vào cái số tiền đó. Câu chuyện nhìn vào đó là tầm nhìn của họ. Tầm nhìn cái công ty này. Cái cách của họ đang làm để làm gì? Các anh chị em dùng ý không? Vừa hỏi các anh chị này. Trong cái hệ thống này nè. Hệ thống của Rao Anh nè. Có rất là nhiều người giàu lên. Sự thực mà nói là gì? Khách hàng của họ đến từ khắp thế giới. Có những người ở vùng quê, nhưng mà lại giới thiệu bên Anh, bên Nhật, bên Hàn, bên Úc, bên Canada. Rất là nhiều các anh chị. Mình không giới thiệu thì sao? Thì ở bên đó họ cũng giới thiệu thôi. Mình không giới thiệu qua Đức thì bên Đức nó vẫn làm. Mình không giới thiệu qua Thụy Điển thì Thụy Điển nó vẫn làm. Mình không giới thiệu qua bên gì, Phần Lan hay là Tây Ban Nha, bên Ý, bên Anh, thì nó vẫn là bình thường. Nhưng mà mình giới thiệu người qua bên đó, mà mình ngồi ở đây mình hưởng được cái thu nhập từ bên đó, còn điều gì bằng nữa, còn điều gì tốt hơn nữa các anh chị?
Đúng không ạ? Đó, đó là cái mà chúng ta cần phải lưu ý. Nên các anh chị em đã dành ra cái thời gian mà nửa đêm như thế này để làm gì ạ? Để mà nghe, để mà nắm bắt, thì cố gắng làm sao lan tỏa được những cái điều này đến cho những người khác. Đúng không ạ? Còn cái chuyện mà khi chúng ta chia sẻ cho một ai đó hay một nhóm nào đó, sẽ luôn luôn có những thông tin tiêu cực, sẽ luôn luôn có những người này, nghĩ kia, nghĩ nọ. Đó mới là cuộc sống các anh chị. Đó mới là cuộc sống. Được chưa? Ok ha. Nên thì vậy mới nói rằng là gì? Sẽ có những người nghèo như thế này và sẽ có những người giàu như thế này. Đúng không ạ? Có những người nghèo trong một khoảng thời gian chỉ vì sao? Họ chưa gặp được thời, họ chưa gặp được cơ hội, họ chưa gặp được một cái người dẫn dắt. Được chưa? Vũ nói với các anh chị em quan trọng như thế này. Nó không quan trọng vào cơ hội đâu. Nhiều người cứ nghĩ rằng là gì? Cơ hội hay. Tất nhiên, cơ hội hay đóng góp rất là nhiều phần. Nhưng cơ hội quan trọng hơn đó là người dẫn dắt các anh chị. Cái đó còn quan trọng hơn. Sau một cái quá trình dài 15 năm, Vũ rút kinh nghiệm đó là gì? Cái quan trọng không phải là nằm ở cơ hội hay đâu. Các anh chị em dùng á. Cơ hội là một chuyện thôi. Cơ hội là một chuyện nha. Bởi vì sao vậy? Bởi vì các anh chị em phải nhớ rồi này. Cơ hội, đúng không? Nhưng mà các anh chị em không được người khác dẫn dắt, không được một cái nhóm, không được một cái người có thực sự khao khát để giúp cho những người khác thành công, thì có mơ các anh chị em cũng không thành công đâu. Nếu có thành công, các anh chị em chỉ gọi là thành công tạm bợ thôi. Nó không thể thành công lâu dài được. Sự thật là như thế các anh chị. Cả cuộc đời của Vũ đi làm cái kinh doanh này rồi, nên là Vũ thấy được rất là nhiều các anh chị. Ở đây Vũ muốn chia sẻ các anh chị em như thế này. Không phải Vũ chỉ mới bắt đầu thôi. Vũ bắt đầu khi mới hay từ thời 2005 các anh chị. Các anh chị hình dung nhé. Và làm trên Internet này lâu năm rồi. Và làm trong thực tế cục cứng cũng cực kỳ lâu luôn rồi. Và gặp cực kỳ nhiều người luôn rồi. Đúng không ạ? Và giai đoạn này là giai đoạn mà ta nói rằng là gì? Nó giống như là gì? Nó giống như tích tụ được bao nhiêu năm rồi. Các anh chị em mình dùng ý, thăng trầm hết rồi. Và tới thời điểm này là cái thời điểm quan trọng nhất. Và thời điểm này là thời điểm độ chín mùi mọi thứ. Nó bắt đầu là nó nảy nở các anh chị. Các anh chị nhớ. Và sự nảy nở này bắt đầu làm sao? Nó tạo ra một cái đà. Nó giúp cho nhiều người khác thành công hơn. Các anh chị em biết rằng là gì? Ngay cả bản thân của Vũ đi, thu nhập của Vũ còn ít hơn những người director đang ở trong hệ thống của Vũ này. Thu nhập của Vũ còn ít hơn cả những người đang ở cấp độ resident thấp hơn Vũ này. Các anh chị phải hình dung rằng là gì? Tại sao vậy? Tại vì cái hệ thống của Rao này nó hay đến mức là gì? Nó hay đến mức đó là gì? Tất cả mọi người như nhau, ai cũng max out có 20 ngàn thôi. Đúng không? Các anh chị hình dung ạ? Cái đó chúng ta cần phải thấy. Nhưng các anh chị em thấy đi. Các anh chị em có phải xây dựng lên một hệ thống My Rao One không? Không. Các anh chị em có phải trả cái này trả cái kia không? Không. Đúng không? Rồi các anh chị em có phải làm cái này làm cái kia support tùm lum không? Không. Các anh chị em nên nhớ. Nên rằng là gì? Cái hay của Rao là gì? Thay vì tôi tạo ra một người cực kỳ giàu có, kiếm hàng triệu đô, dẹp đi. Tôi tạo ra nhiều người thành công hơn. Nhiều người thoát qua cái cảnh mà gì? Cơm áo gạo tiền hơn. Các anh chị vô. Và giúp cho nhiều người thành công. Thì sao ạ? Thì cái hệ thống nó bền. Các anh chị vô. Bây giờ vừa hỏi các anh chị này. Đây chia sẻ thêm. Chúng ta có nhiều thời gian lắm. Bởi vì trong mùa dịch này chúng ta cũng không ngủ được đâu. Có nhiều người cũng không có ngủ đâu. Tại vì sao vậy? Tại vì 2-3 giờ sáng nhắn tin vẫn còn trả lời các anh chị. Đó, có người 2-3 giờ sáng gọi điện cho Vũ. Anh mới lên director rồi. Như thế này, như thế này. Lâu quá không gọi. Tâm sự 2-3 giờ sáng. Các anh chị nhớ. Nên là tại sao Vũ không báo trước? Bởi vì sao? Bởi vì sẽ có nhiều người. Nói chung là khi nào mà mình cảm thấy thực sự quan trọng, thực sự rằng là gì cần chia sẻ và Vũ chia sẻ, các anh chị nhiều quá. Ok ha. Với phần nữa rằng là gì? Đang test một số cái là sắp tới đây Vũ sẽ live stream trên YouTube nhiều hơn, bởi vì YouTube nó sẽ có khả năng tạo ra một cái sức hút lớn hơn. Là một cái thứ hai nữa đó là gì? Có nghĩa rằng là cái hệ thống đó nó không có bị ngắt quãng nhiều. Vũ thấy là mấy cái đó là thông qua nhiều cái chương trình livestream Vũ thấy rồi ha, nên là đang cải thiện từ từ. Ok,
Nên á, là các anh chị em cần chú ý ha. Đó là những cái mà Vũ muốn chia sẻ để cho các anh chị em thấy được rằng là gì. Cứ thoải mái đi, cứ thoải mái tinh thần đi. Ok, mình có sao mình cứ chia sẻ vậy. Mình cứ việc gõ cửa thôi. Còn ai mở cửa, đó là chuyện của họ. Ok ha. Rồi bây giờ Vũ sẽ chia sẻ thêm cái phần này nữa để cho các anh chị em. Ok, thêm cái phần này. Có một số người, à sao ông Vũ trước đây ông có tâm lắm, bây giờ ông hết tâm rồi. Có một số người như thế. Có nghĩa rằng là có một số người á, chat với nhau á, là sao mà lúc đầu thấy ông Vũ có tâm, bây giờ ông Vũ không có tâm. À, ở đây các anh chị em lưu ý nè, có nhiều người á, nhắn lên cho Vũ, được chưa, nói rằng là ở bên cái chỗ kia nó khuyến mãi nhiều quá, nó cho hết luôn, giống như nó cho hết hoa hồng luôn, đúng không ạ? Đó, rồi xong bắt đầu thì Vũ chỉ nói rằng là gì, Vũ chỉ nói rằng là Vũ chỉ gọi là kêu gọi các anh em á, làm gì phải để ý một xíu, đôi lúc rằng là mình cứ cho như vậy chưa chắc đã tốt đâu, đâu hay đâu, nhưng mà mình cứ đăng lên thôi, đăng lên đó, nói sự thật đó, cũng chả mấy người tham gia với những người mà đăng như thế đâu, nhưng mà sao nó ảnh hưởng cả cục diện chung. Đó, bởi vì Vũ có kinh nghiệm ba chuyện này rồi. Kinh nghiệm từ thời 2004, 2005 các anh chị, 2006 à. Các anh chị em hình dung rằng lâu lâu chúng ta hay mở Facebook ra, lâu lâu chúng ta mở Zalo ra, lâu lâu có những người này hay nhắn tin, họ len lỏi vào trong cái hệ thống, trong len lỏi trong Facebook, len lỏi trong các nhóm Zalo rồi nhắn nhóm này nhóm kia. Sau bắt đầu họ nói rằng là họ sẽ giảm cho số tiền như thế này, giảm cho số tiền kia. Ví dụ tham gia 99 đồng họ sẽ giảm cho với điều kiện phải tham gia với họ. Các anh chị em hiểu ý chỗ này không? Nên ở đây góc nhìn của Vũ nói như thế này nè. Sự thật nha, tham gia vào một cơ hội kinh doanh không phải chỉ đơn giản là kiếm tiền đâu các anh chị. Thực sự nha, không phải đơn giản để kiếm tiền đâu. Nhưng mà các anh chị em hình dung rằng là gì? Có nhiều người có tiền đó đó, nhưng mà sao, nhưng mà họ không có được một cái gì thêm đằng sau lưng đó. Nó là gì? Giá trị về danh dự này, sự tự trọng này, và nhiều cái vấn đề lắm các anh chị. Các anh chị nhiều không ạ? Nên rằng là có nhiều người, thực ra sau một cái quá trình đó Vũ nhìn đó, thực ra là đây là những cái người mà họ hay làm online, họ cứ hay chia sẻ này kia, ai có được, nói chung là làm mọi cách. Làm mọi cách để làm gì? Để người ta có thể tham gia với mình. Nhưng mà sự thật rằng là gì? Chỉ vài người thôi, chỉ vài người còn chưa biết gì hoặc là còn ngây thơ lắm thì họ mới phải tham gia thôi. Nhưng khi một thời gian họ hiểu ra rồi, họ cũng ra đi thôi à. Các anh chị em hiểu ý chỗ này ha. Nên á, các anh chị hình dung nè, tham gia 99 đồng để đi giảm đi được 30 đồng hay 40 đồng để rồi tham gia với tôi. Sự thật những cái người tham gia đó, một là ngây thơ, hai rằng là gì? Chưa biết gì. Hoặc là đôi lúc đó, họ không có sự thực, họ không có thì họ cũng tham gia. Nhưng các anh chị em phải hiểu chỗ này, để thành công đó, nó cần phải sao? Nó phải cần một quá trình, nó cần phải tu dưỡng con người của mình, nó cần phải nhiều thứ lắm, chứ không phải là chỉ đơn giản là anh tham gia với tôi đi, tôi sẽ giảm giá cho anh, anh tham gia cho tôi đi, tôi sẽ như thế này. Thực ra chuyện mà cái câu chuyện khi mà mình làm mà xây dựng hệ thống, nó có khác gì mình xây dựng doanh nghiệp đâu các anh chị. Nó giống như mình xây dựng lên một doanh nghiệp riêng của mình vậy. Đúng không ạ? Thay vì mình phải điều hành bằng cách đó là gì? Trả tiền lương cho nhân viên. Các anh chị em thấy đi, với hệ thống thông thường của mình xây dựng lên một công ty thì sao mình phải trả lương cho người ta? Nhiều khi người ta không thích mình, nhưng mà vì mình trả lương cho họ nên họ cứ dạ dạ vân vân thôi. Nhưng mà với cái hệ thống này thì sao? Mình đâu có phải trả lương cho ai đâu. Vậy thì nó đến với nhau bằng gì? Sự gì? Yêu quý, sự tôn trọng, sự kính trọng, đúng không ạ? Sự nể phục, sự hướng dẫn này, sự hướng dẫn kia, rồi sự chia sẻ này, hoặc là cái sự chân thành với nhau, nhiều khi họ đến với nhau từ cái chuyện đó. Đúng không ạ? Chứ đâu có phải trả lương cho ai đâu. Chính vì không phải trả lương cho ai, nên sao? Phải dùng những cái gọi là gì? Gọi là giá trị sống, hay là những thái độ sống, hay là nhiều thứ. Nó gọi là gì ta? Nó gọi là có cái cuốn sách mà hay hồi xưa của Hiến Lê gì gọi là Đắc Nhân Tâm. Thì đó là những cái mà các anh chị em cần chú ý. Các anh chị nhìn vô ạ. Chứ không phải là chỉ giảm được đồng này. Thì có những người họ nghĩ như vậy này. Để họ muốn được lên cấp. À thôi tôi trả hết, tôi cho hết, tôi kiếm được hoa hồng tôi cho hết. Để sao tôi lên cấp. Các anh chị em hình dung rằng là cho thì có nhiều thể loại lắm. Cho mà không đúng á,
cũng chả giải quyết được vấn đề gì, đúng không? Nên á, với những người khác á, mà thấy những người đó làm sai, mình chỉ chia sẻ, mình nói cho họ biết thôi, đúng không? Còn lại chỉ đừng có quan tâm, thực sự đừng có quan tâm. Tại vì mình biết được rằng là gì, công việc của mình đang làm như thế, nói như thế, đúng không? Và họ đang làm cái kiểu đó, thì họ sao ạ? Họ thực ra là gì? Thực ra là nó cũng ảnh hưởng đó, ảnh hưởng một phần nào đó. Nhưng sao nếu mà mình khuyên họ, họ không chịu. Họ nói rằng là gì? Họ nói rằng là thay vì tôi kiếm được hoa hồng, tôi cho hết cũng được. Thay vì tôi đem đi cho người nghèo, đúng không ạ? Thì bây giờ tôi cho những người trong làm với tôi. Thì thực ra là gì? Nó cũng đúng, nhưng mà nó sai. Nó sai ở chỗ là gì? Anh chị em đi kinh doanh, và các anh chị em đang làm sai đi luật lệ đó, sai cái cách hoạt động của nó, và các anh chị em cứ nghĩ rằng là mình đang làm đúng. Nhưng thực ra là gì? Khi mà mình làm như vậy á, thì ảnh hưởng tới những người khác. Những người khác họ đang khó khăn mà, họ cũng đang xây dựng hệ thống mà, họ cũng đang làm để làm gì? Để họ kiếm được thu nhập mà. Để làm gì? Để họ nuôi con cái họ, họ nuôi gia đình của họ. Nhưng mà đôi lúc những cái hành động ngây thơ của mình, sự thật những hành động này ngây thơ, các anh chị nhìn vô ạ. Thà ví dụ các anh chị em vẫn phát triển bình thường, các anh chị em kiếm được hoa hồng xong, rồi lấy hoa hồng đó các anh chị em cho người ta cũng được, thì cái đó ok. Cây này không ai bàn cãi hết. Nhưng mà để đăng lên đó, rồi tôi sẽ giảm như thế này, cuối cùng lòi ra là gì? Lấy hoa hồng á, là để đem đi cho người ta. Nó không giải quyết được vấn đề chính, đúng không? Nó không giải quyết được vấn đề chính. Nó làm cho các anh chị em mất nhân cách trong cái quá trình đi kinh doanh. Sau này á, Vũ nói các anh chị em như thế này. Nhiều người không để ý đâu. Họ đi làm, họ cứ làm thôi. Họ cứ dùng mọi thủ đoạn này, thủ đoạn kia để họ làm thôi. Nhưng nói sự thật là các anh chị chạy trời không khỏi nắng các anh chị. Các anh chị em cứ làm, cứ nghĩ rằng không ai biết đâu. Sự thật, người ta biết hết à. Các anh chị em phải nhớ nè. Thành công trong một cái nền tảng kinh doanh không phải tự dưng là thành công đâu. Nó phải có một quá trình. Không phải tự dưng người ta đi theo, người ta cùng làm với mình đâu. Nó cũng phải có một quá trình. Nhiều khi họ nể, họ vì họ tham gia. Nhưng tới một lúc họ chán quá. Họ chán cái cách của mình quá. Họ không thấy gì hay của mình hết. Đúng không? Họ thấy rằng là gì? Tất nhiên có những cái không phải là lúc nào cũng mình có thể rằng là gì? Làm vừa lòng tất cả mọi người. Nhưng nếu mà mình làm vừa lòng được nhiều hơn 50%, 70% số người đang trong cái cộng đồng của mình, đúng không? Thì đó là một điều tốt. Nhưng nếu ví dụ mà mình không có thể rằng là gì hòa hợp làm được việc với người đó, thì sao ạ? Thì mình hướng cho người ta làm việc với một người khác trong cái hệ thống của mình. Các anh chị em biết rằng á, lâu lâu Vũ cũng hay kể về, nhắc về có những cái chị mà ngày trước khi Vũ ra Hà Nội Vũ làm á, thì khi mà chia sẻ rau quanh, có những người mà gì không có hợp. Có nghĩa là khi mà Vũ nói chuyện với người ta, Vũ cảm giác rằng là nó rất là mệt, nó rất là khó. Các anh chị em vô ạ. Tại vì có thể là không quen cái văn hóa đó, nhưng mà cái người đó lại hợp với một cái người khác. Thì các anh chị em biết điều gì xảy ra không ạ? Thì từ ngày đó Vũ ít khi nghe điện thoại lắm. Mà người ta có liên lạc gì Vũ sẽ ghi là: anh ơi, anh hỗ trợ cho chị này dùm em cái, chứ em không nói chuyện được với chị này, nó khó lắm. Bản thân cá nhân Vũ còn làm như vậy. Và cuối cùng bây giờ các anh chị em biết điều gì xảy ra không ạ? Sau hơn 3 tháng, cái chị đó vừa mới lên director, và cái người giới thiệu ra chị á là lên director 2 sao. Và chị á, lâu lắm rồi, khi mà lên ra chuẩn bị á, tại vì Vũ vô Vũ xem, thì trong cái hệ thống Vũ nhìn là chị này sắp lên director, Vũ thấy, đúng không? Thì ở đây á, Vũ vô vẫn theo dõi, mặc dù mình không hợp để nói chuyện, nhưng sao? Nhưng mình vẫn theo dõi người ta. Bởi sao vậy? Bởi người ta cũng nằm trong hệ thống của mình. Các anh chị em hình dung á, trong hệ thống của Rao Quanh này có nhiều người làm cực kỳ nhiệt tình luôn. Vũ biết có những anh đang làm cực kỳ nhiệt huyết nhưng chưa ra kết quả. Chưa ra kết quả lớn. Có những anh thì sao? Thì làm rất là nhẹ nhàng thì lại ra được kết quả lớn. Đó. Nhưng mà sao Vũ luôn nói từ từ từng bước. Đôi lúc mình cống hiến rất là nhiều, mình làm rất là nhiều nhưng mình chưa đạt kết quả. Nhưng không sao, cái chuyện đó là chuyện bình thường các anh chị. Nên các anh chị em hình dung là không phải nhiều khi mình phải làm nhiều làm sẽ ra kết quả liền đâu. Không phải. Chẳng qua là gì, lúc đó nó đang thử thách anh đó, nó đang thử thách các anh chị á, vốn vậy thôi. Có những lúc á, Vũ làm hết sức mình luôn, làm rất là nhiều, ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ, nó lại không ra kết quả. Nhưng mà đùng cái nhiều khi
tự dưng á, lúc mà bế tắc nhất hoặc cái lúc mà mình đang chán nản nhất, mình đang gượng, có nghĩa là không chịu nổi được nữa rồi, đúng không? Cái sự mà gọi là sự đè nén của mình không chịu nổi được rồi, thì ra lúc này tự dưng gặp người cái xong. Các chị em mình dùng ý đó, đó cái đôi lúc á, đôi lúc á, ông trời ông thử mình cái sức chịu đựng của mình tới đâu. Có những người sao đồng cái vô cái đựng buổi cà phê giới thiệu được hai người ra cái lên resident luôn. Có những người như thế, tất nhiên họ vẫn phải làm, nhưng mà sao cuộc đời quá tuyệt vời đối với họ luôn. Nhưng các chị phải dùng ra là gì, không phải ai cũng như thế. Các chị dùng ạ, đó mình cần phải thấy được điều đó. Nên rằng là gì, trong quá trình mình đi làm, nó không phải chỉ những cái chuyện mà mình cho này cho kia là được đâu. Nên rằng là các anh chị em cần phải chú ý ha. Đôi lúc rằng mình thấy những người đó mình khuyên, được chưa, mình là tuyến trên của họ, mình khuyên họ đừng làm vậy, mình giải thích cho họ. Nếu mà họ cứ cố làm càn thì thực ra mà nói rằng là gì, mình bỏ họ cũng được, mà không bỏ thì thực nó cũng khó chịu lắm. Nên tốt nhất mình cứ là gì, khuyên họ như thế, được không? Và từ từ thì sao, họ làm không được thì thôi, họ bắt đầu ra họ thấy cái cách đó không hay, họ sẽ làm cách khác, được chưa? Cứ từ từ, bởi vì ở đây kinh doanh này là gì, nó tự do, mình không thể ép được họ, mình không trả lương cho họ sao mình ép được họ, đúng không? Mình không như thế này, không như thế kia, ok. Nên á là chốt lại á, cái vấn đề chỗ này á, các anh chị em cứ thoải mái tinh thần, các anh chị họ đang làm sai, mình chia sẻ cho họ, mình nói với họ nhẹ nhàng thôi. Nếu họ không sửa, đúng không, thì cứ từ từ, ok, từ từ họ làm. Họ làm hoài, họ không thấy kết quả gì hết, tự dưng họ phải bắt buộc thay đổi. Hoặc sao, họ không thay đổi, họ sẽ ra đi. Ok chưa? Nên các chị em cứ bình tĩnh, cứ thoải mái. Nên là chỗ nào mà cứ cho nhiều á, ok, tốt, cứ qua bên đó đi. Đảm bảo các anh chị cuộc sống mà, không bao giờ nó cho mãi đâu. Các anh chị nhìn vô, không cho mãi đâu, cho được vài bữa thôi chứ làm gì cho hoài được, ok ha. Nên là tinh thần là phải luôn là gì, mạnh mẽ, thoải mái. Ba cái chuyện đó là dẹp qua hẳn bên. Việc của mình là gì, tìm đúng người đúng sự việc, cùng hợp gu, nói chuyện thoải mái, công việc làm cũng thoải mái vui vẻ, được chưa? Nếu mà mình mà không hợp với họ, mình dịch chuyển người này cho cái người khác làm việc cùng, ok chưa? Thì có phải rằng là gì, cái công việc của mình nó cũng chưa, cũng rất là ok. Đó, cái chúng ta phải làm sao cho nó cực kỳ thoải mái các anh chị. Ôi, 12 giờ mấy rồi đó, sẽ có nhiều người bắt đầu chuẩn bị đi ngủ rồi đó. Đó là những cái phần mà Vũ muốn chia sẻ để cho các anh chị em nắm qua trong cái buổi tối ngày hôm nay. Hy vọng rằng là gì, có nhiều anh chị em nắm bắt những cái vấn đề này để làm gì, để làm sao cái hệ thống của chúng ta phát triển tốt nhất. À, nhưng mà các anh chị em phải nhớ nè, phát triển nhanh quá cũng gặp nhiều vấn đề các anh chị, mà phát triển chậm quá nó cũng sẽ gặp vấn đề. Vậy thì cách tốt nhất đó là gì ạ? Đó là chúng ta vừa phát triển mà như chúng ta vừa bảo vệ nó và vừa chăm sóc nó, ok. Vậy thì các anh chị em lưu ý, nếu mà những ai đã đạt được resident rồi, director rồi, director đúng không, manager rồi, thì đây là những người đã tạo ra được hệ thống. Và những người coordinator, những người bắt đầu thì sao ạ? Cái gì cũng phải từ từ, những bước bắt đầu. Thì chúng ta nếu mà thấy cái round hay, chúng ta thấy cái tầm nhìn nó hay, chúng ta thấy rằng là gì, đây là một cơ hội lớn, thì sao ạ? Chúng ta cần vừa làm, vừa bảo vệ, vừa sao ạ? Chăm sóc đó. Các anh chị em hình dung ý ạ? Để làm sao? Để chúng ta có một sự thành công chung. Các anh chị em phải nhớ chỗ này nè, hãy suy nghĩ một cách rất đơn giản thôi. Đừng có nghĩ vào góc nhìn ích kỷ của mình, mà mình hãy nhìn vào góc độ cộng đồng. Bây giờ Vũ hỏi các anh chị đi, một director tạo ra thu nhập, một director một sao ít nhất họ phải kiếm được hơn 50.000 euro, đúng không ạ? Rồi hơn, rồi cấp 2, cấp 3, bộ, rồi xong qua lên resident, họ kiếm được rất là nhiều. Mà các anh chị em biết là hệ thống này á, nó bây giờ nó lan tỏa ra khắp thế giới, thì có phải tiền nó sẽ đến từ khắp nơi trên thế giới đổ về không? Rồi sắp tới đây, khi mà được chia lợi nhuận từ tháng này, đúng không ạ, cho tới quý này, thì sao? Thì có phải nguồn lợi nhuận này đến từ khắp thế giới không? Vậy có phải rằng là gì, khi một ai đó mà thành công trong hệ thống rau quanh, thì có phải rằng là người đó ít dù nhiều, họ lại giúp cho được gia đình của họ, cho bà con lối xóm của họ, cho cái đất nước này, khi mà họ xài một cái gì đó, thì sao? Có phải rằng là gì, họ đóng thuế nhiều hơn không? Bây giờ có thể rằng trong giai đoạn khủng hoảng này, sẽ có nhiều người kiếm được tiền, nhưng họ không thể xài được. Nhưng sau khi đợt khủng hoảng xảy ra, hết thì sao?
thì có phải rằng là họ mua xe hơi nè, họ xây nhà nè, các anh chị em để đi, họ xây một căn nhà, họ phải mua vật liệu xây dựng chứ. Khi mà họ mua vật liệu xây dựng thì họ phải sao ạ? Đóng thuế, họ sẽ giúp cho những người bán vật liệu xây dựng có được tiền, đúng không? Những người có bán vật liệu sao rồi sẽ đi mua những vật liệu của từ những cái nơi sản xuất này kia. Thì có phải rằng là nó tạo ra một cái guồng quay lại không? Các anh chị em hiểu không ạ? Ví dụ bây giờ Vũ nói với các anh chị em như thế này nè. Vậy có phải các director bây giờ đang háo hức mua xe đúng không? Có những director đang mua xe. Thì sao? Có phải khi các anh chị em mua một con xe, các anh chị em đang đóng thuế tới hai con xe đúng không? Đúng rồi. Đó. Có nhiều người mua xe sao? Thì có phải rằng là gì? Giúp cho cái đất nước này có thêm sao? Có thêm thuế. Thuế để làm gì? Thuế thì để chi ra cái này cái kia. Vậy có phải rằng là thông qua hệ thống rau quanh, đúng không? Thông qua cái nền tảng hỗ trợ mai rau quanh thì chúng ta có thể xây dựng được cộng đồng từ khắp nơi trên thế giới. Khi mà tiền từ khắp nơi trên thế giới về thì sao? Sẽ có nhiều người chia sẻ hơn. Mà các anh chị em nên nhớ rằng là gì? Khi chúng ta làm bằng những cái giá trị này, giá trị kia, họ đạt được tới cấp độ director, ít dù nhiều họ phải cảm nhận được nhiều thứ. Họ sẽ tốt hơn. Tại sao vậy? Nếu họ không tốt, họ sẽ không làm được với nhiều người. Các anh chị em hiểu ý cho này. Các anh chị em lưu ý này. Họ đạt được tới director hoặc họ đạt tới resident, ít dù nhiều họ cũng sẽ tốt hơn trong cuộc sống. Tại sao vậy? Tại vì nếu họ không tốt, họ sẽ không làm việc được với nhiều người. Các anh chị em hiểu ý chỗ này không? Cái người mà làm được việc với nhiều người, phần lớn họ sẽ tốt hơn. Được chưa? Nhưng mà đôi lúc có một số thành phần nó không tốt. Nhưng với những cái cơ chế mà hệ thống này là tạo ra, thì từ từ sao ạ? Nó sẽ giúp cho con người ta sao? Hoàn thiện tốt hơn. Bây giờ Vũ nói đơn giản đi. Với ai cùng nhau hợp tác, cùng làm hệ thống mai rau quanh đi. Những cái ai mà đạt tới những cái cấp độ cao đi, nhưng mà họ là những người thành phần mà gọi là gì? Gây nguy hại cho nhiều người. Thì sao? Họ sẽ không được tôn vinh trong cái thị trường này. Thì sao? Khi họ làm ở đây mà họ chỉ có kiếm được tiền mà không được tôn vinh. Sự thực mà nói, các anh chị em nhớ này. Có được tiền nhưng mà họ không có được những cái giá trị tôn vinh đằng sau lưng đó, tiền chả giải quyết được vấn đề các anh chị. Tất nhiên họ sẽ được giải quyết ở những cái vấn đề khác. Các anh chị dùng em. Nhưng các anh chị em nên nhớ rằng là gì? Mình làm ở đâu? Mình phát huy ở đâu? Ngoài cái chuyện mình tạo ra được cái của cải, bên cạnh đó là gì? Cái danh hiệu, cái danh dự của mình, cái level của mình, cái sự tôn, có nghĩa là sự tôn trọng, yêu quý của nhiều người khác. Thì sao? Thì cái đó nó mới là thành công viên mãn các anh chị. Chứ còn mà cái chuyện mà có tiền thì nói sự thật, đầy người có tiền, bán miếng đất có đầy tiền, tỷ 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 này tỷ tỷ kia. Các anh chị nhớ không? Họ có tiền nhưng họ đâu có cái việc gì đó đâu. Nên tại sao các anh chị em để đi? Có nhiều người, họ lương rất là ít, nhưng tại sao người ta lại quý trọng, tôn trọng họ? Tại sao vậy? Tại vì họ đang giữ một trách nhiệm rất là lớn các anh chị. Chẳng hạn giống như là một những bác sĩ này, những y tá này. Nhưng mà sao? Ở hệ thống ở Việt Nam mình đó, thì đôi lúc chúng ta có nhiều cái tiêu cực từ xưa tới nay, đúng không? Nên chúng ta nhìn với cặp mắt qua một cái cặp mắt lăng kiến thì chúng ta thấy bác sĩ là phải vô bệnh viện chúng hay dưới tiền đồ này kia, đúng không? Hoặc là chúng ta thấy các y tá chúng ta phải dưới tiền. Nhưng mà bây giờ mình nói đi, đôi lúc mình chủ gặp mình bỏ qua những cái đó đi, đó chúng ta sẽ nhìn vào những góc độ lớn hơn, cái hay hơn, giá trị khác đi, thì chúng ta sẽ thấy là gì? Chúng ta đến với một bác sĩ mà không vụ lợi cái chuyện đó, họ chỉ nhận những đồng lương của họ thôi. Các anh chị em thấy không? Tuyệt vời không ạ? Quá tuyệt vời đi nữa. Nên rằng là gì? Công việc nào cũng vậy thôi, đúng không ạ? Ngoài cái chuyện chúng ta kiếm thu nhập ra, nhưng chúng ta được nhiều người ở trong cái môi trường đó mà yêu quý chúng ta, vỗ tay chúng ta, thì sao ạ? Chúc phúc cho chúng ta. Thì có phải chúng ta thành công không? Mà thành công này gọi là thành công viên mãn nữa. Đó là cái mà chúng ta cần phải chú ý tới. Ok ha? Rồi, lời sau cuối thì Vũ xin gửi lời chúc đến tất cả các anh chị em có một giấc ngủ thật là ngon. Và hy vọng rằng ngày mai thế giới có những cái điều tốt đẹp hơn. Và thế giới nó cải thiện được nhiều thứ hơn. Được chưa? Để giúp cho cái đất thế giới này tốt đẹp hơn. Được chưa? Và giúp cho cái quốc gia của chúng ta tốt đẹp hơn. Giúp cho gia đình của các anh chị em tốt đẹp hơn. Giúp cho bà con lối xóm của các anh chị em tốt đẹp hơn. Ok. Rồi một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các anh chị. Bye bye.